thưa quý vị bây giờ là chương mục quan điểm và bình luận xin mời quý vị theo dõi bài viết đầu tiên của tác giả dương quốc chính đảng cộng sản việt nam có tinh thần dân tộc không nhiều người thắc mắc chỗ này còn cho là đảng ta bác ta thực ra chỉ là một đảng dân tộc và chỉ mượn chủ nghĩa cộng sản để giải phóng dân tộc mà thôi. Nhận xét chung chung thế đó là không có chính xác đâu mà phải chia ra các giai đoạn. Mỗi giai đoạn thì đảng và bác lại đổi màu như con tắc kè cho phù hợp với thời thế. Đoạn bên dưới này từng là một cái bình luận mình viết ở chỗ khác, nay mình chuyển lại thành một cái tút để cho rộng đường dư luận. Cộng sản Việt Nam không hề thuần chủng, nó có lai dân tộc. Trung Quốc cũng vậy. Nhưng không vì thế mà nói nó không có tí Marxist nào. Nếu thuần dân tộc thì nó sẽ không có đấu tranh giai cấp, vì đấu tranh giai cấp là làm hại dân tộc. Muốn đánh giá đúng về Cộng sản Việt Nam thì phải chia ra các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1930 đến 1940, lúc đó là Cộng sản thuần đỏ rực kiểu Liên Xô đấy, với bốn ông tổng bí thư, Phú, Phong, Tập, Cừ, chấm dứt bởi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại. Giai đoạn này ông Quốc bị thất sủng. Stalin nghi ngờ là chỉ đội lốt cộng sản nên tuy có công xác nhập ba đảng mà thực ra là chỉ có hai đảng thôi. Nhưng quốc tế cộng sản ba lại không cho làm tổng bí thư đầu tiên. Giai đoạn 2 từ năm 41 đến năm 46 là giai đoạn tim của ông Hồ Đồng Chinh Giáp nắm quyền. Do các ông trước bị Pháp hốt sạch sẽ Do Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại đó Cái tim này không sao Vì chủ yếu hoạt động bên tàu Thỉnh thoảng sáng ra bờ suối tối vào hang Bắc Bó Anh em đừng có lầm tưởng là từ năm 41 là bác về ở hẳn hang Bắc Bó nhé Chỉ chạy qua chạy lại thôi Chứ vẫn ở bên tàu Bên đó tiện nghi hơn Giai đoạn này thì đảng ta thập thò giữa dân tộc và giai cấp do quốc tế cộng sản 3 thoái trào và giải tán do liên xô bị đức đánh không đỡ được cho cộng sản đàn em thậm chí lúc đó cộng sản còn liên hiệp với tư bản giải chết để chống phe trục tuy nhiên tính dân tộc trong giai đoạn này được đề cao hơn mục tiêu chính là đánh pháp đuổi nhật chứ không phải là đấu tranh giai cấp giai đoạn 3 từ năm 46 đến năm 50 là giai đoạn ẩn mình đảng còn giải tán nữa kìa thành hội nghiên cứu chủ nghĩa mát giai đoạn từ năm 41 đến năm 50 đó thì tính dân tộc mạnh nhất và ít bị lệ thuộc Liên Xô Trung Quốc nhất giai đoạn thứ tư là từ năm 50 đến năm 54 đảng ta là đệ của đệ có nghĩa là đàn em đó của Tàu Mao nên mới thực sự đỏ rực mới đấu tranh giai cấp chỉnh huấn chính quân, cải cách ruộng đất, tạo tiền đề cho nhà nước công nông kiểu tàu. Giai đoạn này tính dân tộc bị đẩy xuống dưới do Mao chỉ đạo, không theo thì không có viện trợ. Và giai đoạn thứ năm là từ năm 54 đến năm 64, đảng Cộng sản vẫn núp bóng dưới cái tên lao động. Đã tạo lập mô hình nhà nước y chang tàu Mao, chả còn dân tộc gì nữa hết. Lúc này Liên Xô chưa có hỗ trợ cho Việt Nam trực tiếp đâu. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp giai đoạn này chính là cải cách ruộng đất, long trời lỡ đất, tiêu diệt địa chủ thương gia. Giai đoạn 6 từ năm 64 đến năm 75 là giai đoạn đu dây giữa Liên Xô và Trung Quốc. Cũng chả có dân tộc gì cả, vì hai thằng Anh có dân tộc đâu. Ti toe nó cắt cơm thì nhịn. Nhịn cái gì? nhiệm cái công cuộc giải phóng miền Nam ấy. Giai đoạn 7, từ năm 76 đến năm 89 là nhà nước cộng sản kiểu Liên Xô, lúc đó bỏ tàu rồi. Đương nhiên cũng không có dân tộc. Lúc này Việt Nam húng chó lắm, lộ rõ tư tưởng cộng sản nên đổi tên đảng thành cộng sản, đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó còn ẩn mình đó, nên lấy tên đảng là lao động, và tên nước là dân chủ cộng hòa. Đặt tên nước kiểu này thì chỉ có Liên Xô. Ngay cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Campuchia dân chủ tức là Khmer Đỏ còn không dám đặt cái quốc hiệu là xã hội chủ nghĩa, chỉ có dân chủ nhân dân thôi. Năm 90 đó là giai đoạn bân khuân đứng giữa hai dòng nước. Một là tự diễn biến giống như Nga, hai là ôm chân tàu Giai đoạn thứ 8 là tính từ năm 1991 cho đến nay đó thì đảng ta ôm chân Tàu, copy mô hình kinh tế chính trị của Tàu là Cộng sản lai dân tộc. Đặng Tiểu Bình đã cứu Cộng sản Trung Quốc thoát chết nhờ thuyết mèo trắng mèo đen, cứ biết bắt chuột là được. Vì tư tưởng Cộng sản thuần nhất bây giờ khó mà thuyết phục được đa số như xưa, nên đảng ta mới khuếch trương cái tinh thần dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh qua cái việc học tập theo cái tấm gương đạo đức đó. Tư tưởng Marxist chân chính đó là coi cái tính giai cấp cao hơn tất cả. Tinh thần quốc gia, dân tộc chỉ là thứ yếu mà thôi. Vì thế, đừng có nói là đảng ta, bác ta chỉ có tinh thần dân tộc mà được Liên Xô Trung Quốc giúp đỡ nha.